Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tút của máy phát điện Xuân Trường của tôi. Hôm nay thì mình sẽ lên sóng cho anh em một con Shinewa EG2001. Đó, thì công suất của nó là 2,1 kVA, tần số Zin 50Hz. Đó, thì con này thì có thể bao cho anh em chạy một điều hòa 9000 cùng với lại quạt bóng, TV, tủ lạnh, điện thắp sáng trong gia đình. Thì tới đây thì những cái series máy rẻ tiền và những cái con máy đẹp thì mình sẽ lên sóng chi tiết từng video một cho anh em xem nhé. Thì để cho anh em đỡ phải phân vân và phân tâm cái chọn con máy nào và cái từ cái số thứ tự nào trở đi, thì hôm nay thì bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ ra cái chi tiết máy luôn cho mọi người xem. Thì đây, hôm nay đấy, như trước mặt của quý vị và các bạn đây, thì như con máy này thì nó phải nói là nó cực kỳ mới. Đó, phân khúc thì giá lại tầm tiền, giá quá hợp lý. Hôm nay mình báo luôn lên đây là giá con này là 5.500.000, bao ship toàn quốc nha mọi người nhé. Đó, đặt cọc xong mình sẽ bao ship toàn quốc. Đó, 5.500.000. Đó, thì bây giờ thì thông số và cái thứ máy thì mình cũng đã báo rồi. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết một con máy nó đẹp như thế này, thì nó sẽ với tầm giá đấy thì nó có hợp lý không nhé mọi người nhé. Đây, trước hết thì đi vào mặt bình xăng này. Đó, đây con này ký hiệu, con này là chạy bằng OHV nhé mọi người nhé. Đó, chạy bằng OHV. Đó, EG2100. Con này thì phải nói là nó quá đẹp luôn. Nên mọi người nhìn này. Đó, Shinewa EG2100. Đó, này, đồng hồ này. Đồng hồ của nguyên, tức là con này để sản xuất bên công ty của Shinewa của Nhật Bản nha mọi người nhé. Nên là từ cấu tạo chi tiết, từ máy móc cho đến ra ngoài thì đều là của Shinewa hết nha mọi người nhé. Đó, đây là cái phích cắm điện này. Cái ổ cắm điện này mình, đây là khi mà mua máy bên mình là mình tặng thêm một cái phích cắm điện 3 chân này. Đó, thì đây là cái CB tắt mở nhé mọi người nhé. Đó, tắt mở máy. Đó, mở máy, tắt máy. Đây là cái CB này. Đây nhầm nhé mọi người nhé. Đây là cái công tắc CB là tắt mở cái nguồn điện ở đây. Bật lên này thì hai ổ cắm điện này nó có điện, còn tắt đi thì nó không có nhé. Còn cái phần tắt mở là máy là nó ở đây nhé mọi người nhé. Đó, tắt mở máy ở đây. Le gió thì mọi người gạt lên trên này. Đó, ok chưa? Đó, mọi người nhìn máy này, một con máy này. Từ cái đồng hồ, nhìn cái đồng hồ nó còn rất là mới luôn. Anh em nào nhanh tay thì gọi alo cho mình sớm sớm qua số điện thoại 0963638495 để chốt luôn cái con máy này. Đây, mọi người nhìn này. Đó, từ nước sơn này, mọi người nhìn từ nước sơn này. Con này là toàn bộ là sơn zin nhé mọi người nhá. Đó, không có một tí sơn phụ nào cả. Đó, mọi người nhé. Đây, quay sang cái mặt sụp giật này. Đó, mọi người nhìn này. Nó quá là đẹp luôn, 5.500.000 này. Cái chế xăng của nó còn vàng ươm luôn. Mọi người nhìn bên trong này. Đó, ốc 7 màu, toàn bộ là ốc 7 màu hết nha mọi người nhé. Đây, mình sẽ zoom to lên cho mọi người một chút cho mọi người xem. Đó, ốc 7 màu. Nó đẹp keng, nó gần như nó mới keng luôn. Mọi người nhìn cái lọc xăng này. Đó, mới tinh luôn nha mọi người nhé. Đó, đây. Đó, thông số của nó đây. Nhưng mà mình không quay được vào. Đây, mọi người nhìn này. Đó, từ cái nắp chụp giật này. 5.500.000 con máy quá là đẹp luôn, chạy điều hòa gia đình cực kỳ ổn định và tiết kiệm. Đây, mọi người nhìn này. Đó, đây, sau đây đó là mặt phải nhá, mặt phải chụp giật nhá. Sau đây mình đi vào cái mặt sau này. Đó, mặt sau này mọi người, con này từ tem mát cho đến mọi thứ nó vẫn còn nguyên zin. Cái này là cái băng dính nhá mọi người nhá. Đây, mọi người, cái băng dính này mình chưa kỵ hết. Đó, tí nữa mình sẽ lau qua đi thì nó sẽ hết rồi. Đây, đó. Đây mọi người nhìn này, con này là bằng chạy bằng động cơ Subaru EX17, EH10 17. Đó, đây đây là cái series number của nó mọi người nhé. Đây, còn đây mọi người nhìn này, đó cái tàu đầu tàu của nó đây, đó NGK Japan, mọi người rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn này, từ con ốc 7 màu cho đến cái cáng của nó cũng 7 màu luôn. Mọi người nhìn này, đó. Đó, mọi người nhìn thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn. Đây, nhìn cái bô của nó không hề bị xét gì một tí nào nhé mọi người nhé. Gần như con này là không chạy luôn ý. Đây, mình quay nhớt cho mọi người xem. Nhớt vẫn nguyên zin nhất Nhật này mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Không chạy, gần như là nó không chạy một chút nào cả. Đó. Đó, đây mọi người nhìn thấy. Đây, bên trong máy này, lốc máy này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, những cái con ốc này, ốc 7 màu này, ốc nguyên zin của nó luôn.
đó mọi người nhìn thấy không? Ốc 7 màu đây là ốc xả nhớt đó. Đây còn phía cú phát của con này thì cực kỳ to. Đây mọi người nhìn thấy cái ông bô ông xả này. gần như là con này không chạy một chút nào đấy mọi người nhìn này. Đây là những cái vết này là chẳng qua là để ở ngoài bãi trời mưa này nó bị sét dỉ thôi. Đó đây mọi người nhìn bô này, đó bên trong máy này quá là đẹp luôn, phải không? Quá là đẹp luôn. Đó đây là mặt đằng sau này. Đó. Đây thì con này thông số của nó đây nhá mọi người nhá. Đó ở điện mà ở điện 100V thì nó cho ra là 18A. Đó và ở tần số 50 thì nó cho ra là 1,8 kVA nhé mọi người nhé. Đó 1,8 kVA. Đây cái tem của nó đây. Cái tem này mình cũng vẫn để nguyên, mình cũng không ấy làm gì cả. Đó mọi người thấy không? Đây chân này, từ chân đế cho những cái con ốc 7 màu của nó. Nó đẹp không? Đó thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0963638495 thì hoặc là kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại là 0963638495 thì mình sẽ gửi ảnh và video test tải chi tiết cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Thì sau đây mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ngày mai và trong tất cả những các video sau thì mình sẽ đều quay một cái chiếc máy như thế này và mình sẽ lên sóng và báo giá luôn cho anh em như vậy để anh em nào có nhu cầu thì sẽ chọn nhé mọi người nhé. Rồi sau đây thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Tạm biệt.